Xin chào các bạn đến với kênh Xương Rồng Channel. Các bạn hãy click đăng ký và bấm chuông để theo dõi những clip mới nhất của chúng tôi về tiểu sử diễn viên ca sĩ Hồng Kông, phim TVB mới nhất dành cho các fan TVB nhé. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về tòa nhà Kim Tiêu và lịch sử thực tế của tòa nhà này ở Hồng Kông và các câu chuyện huyền bí về tòa nhà nha. Cũng như những bậc thang vắng vẻ ở New York, một cảnh quay trong phim Joker 2 của Mỹ công chiếu hồi đầu tháng 10 thì tòa nhà Hương Tân Sam Pen Tower của Hồng Kông cũng trở nên nổi tiếng sau bộ phim nhuốm màu ma quái Tòa nhà Kim Tiêu. Tòa nhà Kim Tiêu được chiếu hồi tháng 9 năm 2019 do TVB sản xuất. Nội dung phim kể về những câu chuyện kỳ ảo, kinh dị, nhuốm màu ma quái tại tòa nhà được xây dựng từ những năm 1950 tại Hồng Kông. Tòa nhà Kim Tiêu được TVB đưa vào làm phim có nguyên mẫu là tòa nhà Hương Tân, hay còn gọi là tòa nhà Sam Pen, 8 tầng nằm ở số 16-20 đường Kimberley, Tim Sa Chủy, Cửu Long, Hồng Kông. Ngay sau khi phim phát sóng, địa điểm này đã trở thành địa chỉ check-in mới nổi của nhiều người. Năm 1954, nhà phát triển bất động sản đã mua đất ở đây và xây dựng một tòa nhà thương mại cao 8 tầng. Tòa nhà này được khánh thành vào năm 1957, từng là niềm tự hào của Hồng Kông. Trong quá khứ, nhiều ngôi sao nổi tiếng thời đó của Hồng Kông cũng sống trong Sam Pen Tower, gần giống với bối cảnh trong phim Tòa nhà Kim Tiêu. Khi đó, tòa nhà nằm ngay gần nhà hát Lê Công, nhiều ngôi sao nổi tiếng thời đó cũng sống trong Sam Pen Tower, gần giống với bối cảnh trong phim Tòa nhà Kim Tiêu. Trong phim, nhân vật do Lý Thi Hoa đóng cũng là một cô đào nổi tiếng với nhan sắc và giọng ca. Trong trí nhớ của nhiều người Hồng Kông, Sam Pen Tower ngày đó là chung cư cao cấp và cao nhất ở khu vực Cửu Long. Đây cũng là tòa nhà đầu tiên ở Hồng Kông được bán theo từng căn riêng biệt. Mua căn hộ không còn là trò chơi của người giàu nữa. Từ năm 1960, tòa nhà trở thành trung tâm của các cửa hàng máy ảnh bán máy ảnh mới và máy ảnh cũ. Ngay cả khách du lịch cũng đến Sam Pen Building để mua máy ảnh. Tuy nhiên, vào những năm sau 1980, khu Tim Sa Chủy phát triển, nhiều trung tâm thương mại cao cấp mở ra khiến tòa nhà dần bị quên lãng, lạc hậu, cũ kỹ và xuống cấp. Những năm 1990, tòa nhà này còn là hang ổ của các băng đảng giang hồ khét tiếng và gái mại dâm. Điều đó khiến nơi này càng trở nên nguy hiểm trong mắt những người dân bình thường. Nhiều tội ác đã xảy ra ở đây và chỉ có những ai sống ở đây lâu năm mới dám bén bảng. Từ năm 1990, một số căn hộ ở tòa nhà Sam Pen được cho thuê để làm nhà thổ dành cho một phụ nữ. Sau năm 2000, tòa nhà Sam Pen đã là một tòa nhà nổi tiếng thế giới gồm các nhà thổ dành cho một phụ nữ. Nhà thổ chỉ có một phụ nữ là trường hợp khác biệt ở Hồng Kông. Theo luật Hồng Kông, nếu chỉ có một gái mại dâm làm việc trong nhà chứa thì đó là hợp pháp. Thủ đoạn bị phát hiện và các nhà thổ chỉ dành cho một phụ nữ bắt đầu phát triển từ những năm 1990. Tòa nhà Hương Tân là một trong những biểu tượng của nhà thổ dành cho một phụ nữ. Năm 2011, một ban quản lý tài sản bắt đầu mua lại tòa nhà. Như bạn biết rằng trong quá trình mua lại, nhiều căn hộ đã bị bỏ trống và những căn này bị chiếm dụng bất hợp pháp để làm nhà thổ dành cho một phụ nữ. Vào thời điểm điên rồ nhất, có hơn 200 nhà thổ dành cho một phụ nữ ở tòa nhà Hương Tân. Cho đến năm 2017, lực lượng cảnh sát đã tổ chức các hoạt động truy quét và hiện chỉ có một số gái mại dâm còn hoạt động trong tòa nhà Sam Pen. Tuy nhiên, sau đó các nhà đầu tư bất động sản bắt đầu mua đi bán lại, giá nhà ngày càng tăng thêm khiến những người này phải bỏ đi. Điều đáng nói, trong những năm tòa nhà này kinh doanh mại dâm cũng như là nơi chứa chấp băng đảng, đã có nhiều tội ác xảy ra tại đây. Cũng chính vì việc này mà nhiều người cho rằng đây là hơi hắc ám nhất và có những chuyện vô cùng rùng rợn ấn lạnh mà họ không muốn nhắc đến. Vào tháng 3 năm 2017, cảnh sát Hồng Kông đã tiến hành một hoạt động càn quét quy mô lớn dẹp tan 10 băng đảng xã hội đen, chiếm 54 phòng và đang bắt giữ trái phép 3 người. Giới xã hội đen không còn sinh sống ở đây nhưng tòa nhà Hương Tân vẫn khiến nhiều người dè dặt vì sự vắng vẻ. Tuy nhiên, chính lịch sử biến động cùng khung cảnh hoang tàn của nơi này lại rất phù hợp với các tình tiết trong phim. Nhiều câu chuyện ma quái về nơi này được đồn thổi, càng khiến nó được chú ý, nhất là gần đến lễ Halloween. Sau bộ phim, nơi này bỗng trở thành điểm đến check-in, mời của du khách. Hiện tại, ngoài những cửa tiệm đồng hồ và máy ảnh cũ, quán ăn với các món truyền thống Hồng Kông thì đây cũng là đại bản doanh của những chú mèo hoang. Du khách tới đây thường xuyên nhận thấy sự xuất hiện của một chú mèo béo khá nổi tiếng trên Instagram. Mèo tiểu bạch được những người ở đây nuôi chung, thường đi lang thang trong tòa nhà và ngủ ở bất cứ chỗ nào mình thích. Đặc biệt, mèo tiểu bạch rất hâm mộ cửa tiệm đồng hồ cũ ở tầng 1 của tòa nhà, ngày nào người ta cũng thấy nó ngồi ở ngoài cửa và ngóng vào trong. Nổi tiếng thứ hai ở đây là mèo Kim Mao Tử với bộ lông vàng vằn vện. Chú mèo hoang màu đen tuyền trong bộ phim Tòa nhà Kim Tiêu cũng chính là một nhân vật nút thắt quan trọng giải mã nhiều bí mật huyền ảo của tòa nhà ma ám này. Mì cà chua phô và mì phô mai nổi tiếng.
Ngoài ra, mặc dù không có gà rán của Raya do Huỳnh Tử Hùng đóng trong tòa nhà, những món mì phô mai và mì cà chua bán trong các quán ăn tòa nhà này lại rất nổi tiếng. Tân Ký là một trong những tổ tiên của món mì phô mai ở Hồng Kông, lối trang trí của nhà hàng Raya dựa trên chính quán ăn này. Trong tòa nhà Kim Tiêu, tầng hầm chứa đầy những bí mật khó tin. Trong tòa nhà Sampen thực sự, có một quán ăn nổi tiếng ở tầng hầm và gạch ốp tường. Poster của hình diễn viên và cọng sách cũ của quá khứ vẫn được lưu giữ trong cửa hàng. Phòng ăn chính thức mở cửa vào năm 1966. Đó là một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu vì tuổi già. Người chủ hiện tại Lâm Vĩ Kiền tiếp quản vào năm 1998, nay tên là Star Cafe. Theo ông Lâm, món mì cà chua nổi tiếng trong cửa hàng là một ý tưởng mà công chúng chú ý đến sức khỏe khi dịch bệnh SARS. Về sau nó đã trở thành một lựa chọn phổ biến trong quán ăn. Về phần thầy Lâm, do Lưu Giang đóng trong phim thì không có hiệu sách trong tòa nhà. Hồi đó, có một phòng khiêu vũ trong tòa nhà, hộp đêm nhà hàng Gia Đan, chủ yếu dùng để uống rượu và khiêu vũ, là nơi tiêu thụ cao. Tuy nhiên, sau nhiều lần đổi chủ, địa điểm hiện tại của nhà hàng và hộp đêm Gia Đan đã trở thành một cửa hàng massage ghế chân. Một cửa hàng chăm sóc móng chân khi em gái của một nhân viên đã làm việc nhiều năm được phỏng vấn. Cô ấy nói rằng cửa hàng có lịch sử 7-8 năm, trong số đó, cô ấy đã kể một lịch sử đáng kinh ngạc khác. Những người dân địa phương đã làm việc ở Sampen Mansion trong nửa thế kỷ cũng đã chứng kiến những thay đổi trong Sampen Mansion. Trước đây nó thực sự là một hộp đêm và nhiều sự kiện tâm linh đã xảy ra. Vào thời điểm đó, phòng khiêu vũ rất đặc biệt về quần áo. Bạn không thể mặc thường phục và quần jean vào, người dân địa phương nói. Bạn phải mặc một bộ đồ để vào. Một khu phố gần đó, cô Lâm chấp nhận phỏng vấn Hong Kong 1 và nói rằng cô ấy sống trong căn hộ cũ của tòa nhà Sampen từ nhỏ đến lớn. Cô ấy nói, ba và mẹ đang làm công việc, vì vậy khi tôi lớn lên ở Gia Đan, tôi học cấp 2 và ba làm giày ở Gia Đan. Chỉ vào vị trí hiện tại của cửa hàng trị liệu chân, đây là vũ trường Gia Đan. Đôi khi vào buổi tối, một phụ nữ sẽ ra ngoài và chào khách, hộp đêm kéo dài bao lâu. Tôi nghĩ về 30 năm trước, nhưng tôi không biết nó là bao lâu, lịch sử, bởi vì khi tôi quá nhỏ, tôi 10 tuổi. Tôi không biết liệu mình nhớ chắc hay không, bạn có thể hỏi người bảo vệ, ở trên có thể có chuyện kỳ lạ xảy ra không? Các căn hộ trong tòa nhà Sampen liên tiếp được các nhà phát triển bất động sản mua lại từ năm 2011 và chuẩn bị được xây dựng lại. Tòa nhà hơn 60 năm tuổi này sẽ trở thành ký ức của người dân Hong Kong. Bộ phim truyền hình ăn khách năm 2019 Tòa nhà Kim Tiêu dựa trên tòa nhà Sampen 63 tuổi ở Tim Sa Chủy. Câu chuyện bắt đầu từ một nhân viên bảo vệ tòa nhà trẻ tuổi và đưa ra tất cả các loại cuộc sống thông qua một loạt các sự kiện siêu nhiên. Thực tế, ông Quang, nhân viên bảo vệ của tòa nhà Sampen, năm nay đã ngoài 80 tuổi, cho biết ông chưa từng thấy những vụ việc siêu nhiên xảy ra, nhưng mức lương gần với mức lương tối thiểu của ông thì mấy năm nay luôn bị thiếu, thậm chí mấy tháng rồi. Quang Bá đã làm việc trong tòa nhà được 22 năm, và nhiều chủ cửa hàng có mối quan hệ sâu sắc với ông ấy, vì vậy họ sẽ viết thư cho ban quản lý để cho anh ấy được nhận lương mỗi tháng. Tuy nhiên, tòa nhà Sampen đã bị áp dụng biện pháp bán đấu giá cưỡng bức, ngày phá dỡ và xây dựng lại không còn xa. Những chủ cửa hàng còn lại hy vọng sẽ tiếp tục đấu tranh để có được sự đối xử hợp lý cho Quang Bá cho đến giây phút cuối cùng trước khi tòa nhà đóng cửa. Trong cảnh của tòa nhà Kim Tiêu, các cửa hàng, trung tâm mua sắm và thiết kế của các khu ở trên rất giống với Sampen Building. Phòng an ninh cũ được bao quanh bởi cổng sắt trong phim cũng gần giống với văn phòng quản lý của Sampen Building. Ông Quang Bá, 84 tuổi, làm bảo vệ buổi sáng tại văn phòng quản lý này từ năm 1999, làm việc từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối mỗi ngày, xen kẽ với là ông Hoàng, người bảo vệ ban đêm vào thời điểm đó. Làm bảo vệ ở một tòa nhà cổ có thể nói là một cú hích. Tham quan tòa nhà, thu phí quản lý và sửa chữa nếu có hư hỏng. Các tòa nhà cũ được thực hiện thường xuyên hơn, Quang Bá làm việc quanh năm. Bạn phải trả một cái giá đắt để tìm người thay thế. Quang Bá đi bộ từ sân thượng xuống tầng hầm 2 lần một ngày. Hôm nay phóng viên theo chân Quang Bá tham quan tòa nhà, có thể thấy tất cả các tầng của tòa nhà đều trống trơn. Theo Quang Bá, hiện chỉ còn khoảng 4-5 hộ chưa dọn đi. Chủ nhà đã trở nên cứng đầu hơn, họ đã thu mua được vài 90% căn hộ. Trước kia lầu 1 là khu mua sắm nổi tiếng, trung tâm mua sắm thịnh vượng. Về phần Hoàng Bá, cộng sự của Quang Bá, người đã đột ngột qua đời cách đây 2 năm khi đang làm nhiệm vụ. Từ đó chỉ còn lại Quang Bá, anh ấy vẫn ở lại và tiếp tục chung sống với tòa nhà. Hôm nay là ngày 14. Ngày đến thăm là ngày 14 tháng 8, bạn có định trả tiền ăn không? Ông Hòa, người điều hành quán cà phê trong tòa nhà, hỏi Quang Bá. Ông Hòa nói với các phóng viên rằng trong những năm gần đây, ông Quang liên tục bị nợ lương. Ông chỉ ra rằng trước đây, Quang Bá được tập đoàn chủ sở hữu tòa nhà Sampen thuê và tập đoàn trả lương cho ông. Tuy nhiên vào tháng 1 năm 2017, công ty đầu tư Gao An của tập đoàn Henderson đã đệ đơn kiện lên tòa án để giành quyền quản lý tòa nhà.
ban quản lý bị giải tán, trong ủy ban quản lý mới có chủ tịch, thủ quỹ và nhiều chức vụ khác do các công ty của Hàn Đất Sơn giao. Kể từ đó, quan bá không được trả lương đúng hạn hàng tháng. Theo pháp lệnh việc làm, người sử dụng lao động phải trả tất cả tiền lương cho người lao động trong vòng 7 ngày sau khi hết thời hạn lương. Anh cho rằng hành động chậm lương của mình là để ép quan bá đi. Giữa năm 2017, anh Hòa ra nhập một nhóm chủ doanh nghiệp nhỏ. Tuy đã đấu tranh thành công để quan bá thành công nhân dài hạn, nhưng lương tháng của anh là 15.000 tệ, giờ làm việc không đổi, mỗi tuần có một ngày nghỉ. Tuy nhiên, tình hình nợ lương vẫn không được cải thiện. Tôi sẽ xem xét một lần, nhưng có thể không giống nhau trong cả năm và tháng. Họ liên tục viết thư cho Henderson và các thành viên ủy ban quản lý của các công ty Henderson khác nhau. Một số người đã tìm đến sự hỗ trợ từ Bộ Lao động, những tình trạng trả lương trễ không được cải thiện. Hồng Kông 1 đã liên hệ với Henderson Land Development Agency Co. Ltd. về vụ việc. Người phát ngôn chỉ trả lời ngắn gọn, nói rằng nó đã được chuyển đến công ty quản lý tài sản của tòa nhà. Để có hành động tiếp theo, người phát ngôn của Bộ Lao động trả lời rằng nhân viên liên quan đã được liên hệ để được hỗ trợ. Nó cũng nhắc nhở người sử dụng lao động rằng họ phải tuân thủ trách nhiệm của mình theo pháp lệnh việc làm, và người sử dụng lao động vi phạm các quy định liên quan một cách cố ý và không có lý do chính đáng là bất hợp pháp. Khi bị kết án, hình phạt tối đa là phạt tiền 350.000 nhân dân tệ và phạt tù 3 năm. Ông Hòa sau đó cho biết thêm rằng vào ngày 21 tháng 8, một nhân viên của Bộ Lao động đã gọi điện cho quan bá để hòa giải và nhận được một tờ xét lương của tháng 7 vào chiều hôm đó. Hồng Kông Central United Property Manager Mừng Co. NTD sau đó đã trả lời rằng chi phí thường xuyên hàng tháng của Block B tòa nhà Sampin ở Tim Sa Tri đã được kế toán công ty lập vào cuối tháng và sau đó được ủy ban quản lý của tập đoàn ký sau đó đã giao cho ông quan bá. Người phát ngôn tiếp tục rằng sự sắp xếp trên đã được sửa đổi sau khi ban lãnh đạo thảo luận và xử lý dưới dạng chữ ký trước, cho thấy rằng thời gian quy trình sẽ được rút ngắn rất nhiều và có thể phát lương cho ông quan bá trước ngày 7 tháng sau.